Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Tạo Không Gian Xanh. Mình là Lộc đây. Và chắc hẳn các bạn đã nghe tới việc lọc nước rồi đúng không nào? Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ cùng anh kỹ thuật trong Green Konoha sẽ chia sẻ các bạn biết những thiết bị có trong cái bộ lọc nước RO là gồm những gì và cái công dụng nó là những gì nha. Ok, xin mời các bạn hãy cùng mình xem clip. Các bạn thấy không, ba cái lõi lọc nước đó các bạn, rất là bự nha các bạn, cao chắc phải tầm trên 1 mét đó các bạn, phải cỡ 1,5 mét. Đó, thằng ngoài bạn xem nè. Ok, và bây giờ mình sẽ nhờ anh kỹ thuật giới thiệu những cái thành phần tiếp theo của trong cái bộ lọc nước RO này nha. Đây, xin mời anh. Thì cái này là phần lọc tinh, là để lọc nước trước khi qua lõi lọc RO. Nước được xử lý ở lõi lọc tinh thì nước sẽ được đi qua lõi uống ép. Lõi này có công dụng là lọc các chất dơ bẩn để bảo vệ cái lõi lọc RO. Lõi lọc RO là phía bên đây. Đó, có hai, có tầng hai lõi lọc RO nha các bạn. Đó. Từ cái lõi lọc UHF này của bên mình thì sẽ được đưa qua một cái van, sẽ cho vào máy bơm để đưa qua lõi lọc RO. Rồi từ lõi lọc RO thì nó sẽ có hai phần, là một phần nước sử dụng với một phần nước xả. Thì bên mình cũng đã có những cái van, hai van, một van đỏ và một van xanh. Đây, các bạn nhìn xem. Đợi xíu đã, mình qua đây mình quay cho bạn xem nè. Đây, một cái van đỏ nè, một cái van đỏ, một cái van xanh. Đây, xanh đây đúng không? Đây, đây xanh. Đúng rồi, xanh. Rồi, thì từ cái van đỏ với van xanh này á, là nó có công dụng là điều chỉnh cái lượng nước thải cũng như là cái lượng nước sử dụng của bên mình. Rồi thì đây là cái tủ điện để điều khiển cái hệ thống lọc bên mình. Thì nó có những cái nút để điều khiển là bật vừa bật tay cũng như là bật qua auto là nó tự động lọc. Còn trong đây thì những cái thiết bị của mình đó đều là những cái thiết bị tốt, nó có thể là sử dụng được lâu. Đó thì các bạn thấy không nào? Đó, nhìn rất là hoành tráng các bạn, rất là nhiều cái thiết bị nè các bạn, rất nhiều cái công tắc luôn. Đó, được kỹ thuật Liên Hoa của mình lắp đặt rất là thẩm mỹ nha các bạn. Ở đây thì mình xin phép được nói lại cái chỗ này nè. Đó, mình quay kỹ các bạn thấy hơn nè. Đó, các bạn thấy không, có những cái nút nguồn, những nút công tắc bơm 1, bơm 2 nè. Đó, các bạn thấy không, ví dụ mà gia chủ chúng ta mà muốn cài tự động thì chúng ta bật qua auto nè các bạn. Đó, còn ví dụ công tắc thì off, còn mang là ví dụ chúng ta sử dụng những chế độ bằng tay. Đó, các bạn thấy không, những công tắc rất là xịn sò nha. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ nhờ anh kỹ thuật Liên Hoa chúng mình sẽ lắp thử cho các bạn xem cái thiết bị lọc nước RO này như thế nào nha. Đó, ok, xin mời anh ạ. Hiện tại ở đây là đang tại công ty nên chúng mình lắp, để mình lắp mình quay cho các bạn xem coi toàn bộ phận nó sẽ như thế nào. Còn cụ thể hơn thì khi nào chúng mình vận chuyển cái này xuống công trình của nhà khách hàng thì mình sẽ quay giới thiệu rõ hơn cho các bạn. Đó, hiện tại là đang lắp vào những cái cục lọc khô nè các bạn. Đây là cái gì anh nhờ? Này là cái van tự động. Rồi, ok. Rồi, ok, giờ mình đứng xích ra một xíu để xem cho anh nó lắp ráp xong nha. Thì
tương ứng với mỗi tầng trên cục lọc là sẽ có một cái van tự động nha các bạn. Đó, được ráp nối lại với nhau, các bạn thấy không? Họ quên mình giới thiệu các bạn luôn á, cái cục này nè, cái cục lọc nè các bạn, lúc này rất nó gọi là nó rất là nặng nha các bạn, phải 2-3 người khiêng á mới nổi nha. Đó, các bạn thấy không, rất là cao, mình quay bạn xem nè. Đó, nó phải cao trên 1,5 m. Ok, và bây giờ mình sẽ nhờ anh kỹ thuật hướng dẫn các bạn cái cách mà đường nguồn nước chúng ta đi vào cái hệ thống lọc nước RO nha. Ok, xin mời anh. Thì nước từ nguồn sẽ đi qua môn và qua ba lỗ lọc thô ở đây. Thì cái phần này là cái phần đồng hồ đó á. Đó. Của từ bơm qua ba lỗ lọc này. Đó. Rồi nước từ ba lỗ lọc thô sẽ đi qua cái lỗ lọc tinh ở đây. Đây. Rồi từ lỗ lọc tinh nước sẽ được đưa qua cái lỗ UHF và vào cái phần bơm ở đây. Đó. À, nói chung là sẽ vào cái phần bộ phận lọc của nước RO để giúp lọc sạch nước tinh khiết hơn đúng không anh? Đúng rồi, cái này là phần của bên loại lọc RO. Thì nước sẽ từ cái phần lỗ UHF vào con bơm và đưa qua hai cái lỗi lọc RO phía sau này. Đó. Nói chung là nước chúng ta lọc đây là nó được các bộ phận nó sẽ xử lý hết cho mình nha các bạn. Đó. Thì để chúng ta là có một cái nguồn nước tinh khiết để chúng ta sử dụng trong chẳng hạn ví dụ mà các bạn nào mà chúng ta làm về thực phẩm cần sự an toàn hoặc là trường học hoặc là ví dụ mà chúng ta có thể dùng trong y tế các bạn. Đó, thì cái việc mà lọc nước RO này rất là quan trọng nha. Đó, mình đem qua cho bạn xem nè. Đó. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy clip hay thì cho mình một like, một share và đừng quên subscribe kênh Kim Tâm Nhân Xanh để ủng hộ mình nha. Ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau. Tạm biệt, bye bye.